mẫu SUV đắt tiền bậc nhất của hãng xe Anh Quốc, trùm cuối Range Rover SV Autobiography 2020 sẽ là mẫu xe sang xứng tầm để tháp tùng những vị chủ nhân giàu có, quyền lực. Range Rover SV Autobiography 2020 có kích thước cơ thể to lớn, đồ sộ với thông số dài, rộng, cao là 5199, 2220, 1840mm. Nhìn từ trực diện, người dùng vẫn dễ dàng nhận thấy những đường nét vảm vỡ, cao to theo đúng nghĩa khủng long như những mẫu xe trước đây của nhà Range Rover. Tuy vậy, mẫu xe có mức giá trên trời này vẫn ít nhiều tạo ra sự khác biệt. Phần đầu vẫn là bộ lưới tản nhiệt theo họa tiết Maxxis nhưng được đan xen thêm các điểm nhỏ riêng biệt. Trung tâm, dòng chữ Range Rover được in nổi mấp mô cùng chất liệu chrome sáng càng khiến tổng thể nổi bật hơn. Tương ứng với sự vuông vắn của bộ lưới tản nhiệt, xe có cụm đèn pha LED dạng hình chữ nhật bo tròn các góc, bao quanh bên ngoài và đặt dưới góc là dải LED ban ngày lồng ghép vào nhau rất tinh tế. Đi đôi với bộ cản trước dày cộm là phần khe hút gió mở rộng theo phương ngang đóng khung hình chữ nhật. Các thanh kim loại chạy dài hơn nẹp sát vào bên trong tạo cảm giác vững vàng, chắc chắn. Phần thân chiếc xe Range Rover SV Autobiography được thiết kế khá độc đáo với trụ A và B sơn trắng nổi bật trên nước sơn tối màu. Dàn chân mà xe sử dụng là bộ vành đa chấu cực khủng 22 inch, thiết kế thừa riêng. Từ cột A nhìn xuống, bạn dễ dàng nhận thấy điểm đặc trưng của hãng Range Rover là các đường gân sọc và nẹp kim loại in hằn vào thành cửa. Ẩn sau cột B phía sau khe hai cửa là logo Special Vehicle Operation. Đây là một đơn vị chuyên sản xuất các phiên bản đặc biệt của Jaguar Land Rover. Đặc biệt hơn, toàn bộ cửa sổ phía sau dùng kính tối màu liền mạch tạo sự riêng tư. Trụ đê phía sau làm dày hơn hẳn và cũng là nơi chống đỡ vòng mái góc cạnh có xu hướng xuôi về sau. Phần đuôi chiếc Range Rover SV Autobiography trông vô cùng cứng cáp, chắc chắn và đậm chất thương gia. Phần gầm được bảo vệ kỹ càng với mảng ốp nhựa màu đen hất lên trên vừa giúp điều tiết không khí vừa đảm bảo chất gầm cao trên SUV. Là phiên bản đầu bảng nên SV Autobiography 2020 có trục cơ sở được nới ra thêm 220mm đạt 3120mm. Xe được phát triển dựa trên bản trục cơ sở kéo dài nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đậm chất hoàng gia. Xe sử dụng động cơ tăng áp Ingenium 6 xi lanh 3.0 lít, công suất 395 mã lực, mô men xoắn 550 nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 225 km/h. Trên màn hình mà quý vị đang xem là chiếc xe Range Rover SV Autobiography 2020 màu mận chín đã qua sử dụng. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đã lăn bánh được 16.000 km. Xe chạy rất ít nên nội ngoại thất xe còn đẹp như mới. Vì là dòng xe sang nên phần lớn những ông chủ sở hữu nó đều giữ gìn cẩn thận. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở clip sau.
Mm-hmm.